Thực chất cái vòng hào quang mà nó bao bọc xung quanh cơ thể chúng ta là nó đang phản chiếu ra cái trường sinh học của lục phủ ngũ tạng. Khi mà chúng ta hiểu cái tác dụng này thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều trong cái đời sống hàng ngày của mình. Tâm kính thưa và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Bầu Trời Bên Trong. Như cái video của năng lượng chủ đề mà trước đây mà Tâm đã chia sẻ thì Túc Tâm có nói đề cập đến cái trường năng lượng và cái năng lượng từ chính bản thân mình, đó chính là cái vòng hào quang là aura. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài này rõ hơn. Mình sẽ hiểu bản chất của hào quang như thế nào để mình ứng dụng cho cái cuộc sống của mình. Chúng ta thường có nhận ra một cái điều rằng là có những ai đó mà mình gặp thấy là họ rất là rạng người, rất là rực rỡ, không phải là từ cái việc mà họ trang điểm hay là họ có những cái màu sắc, những cái áo quần trang phục, không phải, mà nó từ một cái gọi là tỏa sáng rạng người, từ cái ánh mắt, từ cái thần khí xung quanh. Rồi có những người mình cảm thấy họ rất là nặng nề, rất là u tối, nó nghĩa là cái thần thái nó không có rõ ràng á. Đó là những cái mà mình thấy mình thường gặp và cũng thường có những trạng thái của chính bản thân mình. Thì đó chính là hào quang nó đang thể hiện bao bọc, bao phủ xung quanh con người của mình. Thì thường là hào quang nó có cái khoảng rộng từ 0 cho đến 100 cm trong cái xung quanh cái cơ thể của mình. Nếu như mà mình có một cái năng lượng rất là tích cực, rất là yêu thương, rất là từ ái, rất là hòa hợp và tuôn chảy, và cái sự mà gọi là năng động nhiệt huyết cho đi, thì cái hào quang của mình nó ra tới cái mức 75 cm hoặc là ra tới 100 cm vậy. Còn có những cái vòng hào quang vừa mạnh thôi, nó đủ mạnh thôi, thì nó nằm ở cái mức là 75 hoặc đến 40 cm. Còn thêm một cái mức mà rất là yếu và rất là dễ bệnh tật là có nghĩa nằm ở cái khoảng mà dưới 40 cm, có nghĩa là rất là hẹp. Thì đây là cái vỏ áo giáp của mình rất là dễ vỡ những cái năng lượng tiêu cực xung quanh, và những cái trường năng lượng mà nó rất là yếu, rất là thấp, ám khí hay là những cái khí u uất hoặc là những cái đang có những cái ốc thì chúng ta sẽ không có bảo vệ được mình. Thực chất cái vòng hào quang mà nó bao bọc xung quanh cơ thể chúng ta là nó đang phản chiếu ra cái trường sinh học của lục phủ ngũ tạng và cái mô sống của mình. Và chính là những cái vòng hào quang này, cho dù hẹp hay là rộng đi nữa, nó đều có ba lớp giống nhau. Mỗi cái lớp này nó đều phản chiếu lên một cái thông điệp từ sức khỏe, tâm trí và về phần tinh thần. Thì cái lớp ngoài cùng là chính là cái lớp sức khỏe, mà nó liên quan với luân xa 1, luân xa 2, luân xa 3. Thường thì nó mang màu sắc từ màu đỏ đến màu vàng. Và những nhà thôi miên, những nhà cảm xạ học hay là những nhà trị liệu về năng lượng sinh học, họ đo được cái sức khỏe mình bệnh tật hay là khỏe mạnh nó từ ở cái trường năng lượng này trước. Rồi tiếp theo cái lớp thứ hai đó là cái lớp về tâm trí. Lớp tâm trí này thì nó lại mang một cái màu sắc từ cái màu xanh lá cây cho đến cái màu xanh da trời. Và nó có một cái luân xa, nó mắt, có nghĩa là nó tương quan với cái luân xa từ 4 và 5, nó được phản chiếu ra. Rồi đến tiếp theo cái phần trong cùng này là lớp thứ ba, này là lớp mà nó liên quan về cái phần là trí tuệ của mình, nó gọi là cái phần hồn á, cái phần tinh thần á, là nó có một cái màu sắc mà từ màu chàm cho đến màu trắng tím, là liên quan với luân xa 6 và luân xa 7. Nó sẽ thể hiện lên những cái phần ký ức, cái cuộc đời của mình mà trước đây, mà mình đến với cái cuộc đời, đến hiện hữu trên cái cuộc đời này với cái vai diễn của mình. Thì đây là những cái thông điệp rất là tuyệt vời mà hiện nay các nhà khoa học họ đã cho ra những cái loại máy như là siêu dẫn lượng tử, như là máy SQI, hoặc là những cái phần mềm đo aura, hay là những cái máy để mà đo đó là Kilian. Thì đó, thông điệp rất là rõ là cái phần thể của mình là thể xác và cái phần của phần linh hồn. Thì với những cái máy này thì nó cho mình những cái phản chiếu để mình hiệu chỉnh kịp thời về sức khỏe, hay về những cái tâm trạng, hay về những cái về cái độ mà gọi là cao hay là thấp của cái năng lượng của mình. Và chúng ta cần hiểu rõ hơn về cái bản chất của hào quang
nó có cái phần mà từ luân xa 1 đến luân xa 5 á, đó là chính là cái phần vật chất mà chúng ta thường nghe những cái từ như là human á, là nó mang về cái thể là cái tinh hoặc là mùi vị hay là hình ảnh. Còn về cái phần từ luân xa 6 đến luân xa 7 là cái phần trên, đó là phần mà tiếng Anh thường gọi là being, đó là về cái phần khí, cái phần cái thần của mình, về cái linh cảm, về cái độ linh tính hoặc là những cái giấc mơ, những mang những cái thông điệp. Và cái sóng hào quang này nó sẽ lưu lại trong cái cơ thể của con người 72 tiếng đồng hồ, là ở trong nước đó thì là 6 tiếng đồng hồ, trong không khí thì 4 tiếng đồng hồ. Đó là cái bản chất của hào quang. Chúng ta thường gặp những cái con người trong chung quanh mình trong cái cuộc sống hàng ngày về cái giao tiếp á, thì thường là mình cảm thấy rất là nhanh, đâu đó phù hợp với một ai đó, giao tiếp rất là dễ dàng. Hay là mình sẽ gặp những người mà mình cảm thấy rất là muốn, gọi là của như mình cảm thấy vẫn có khoảng cách. Đó là những cái mà chúng ta có hiểu rằng là yếu tố hào quang nó đã tác động tới. Hào quang nếu mà nó tương đồng á, thì nó sẽ có cái sự phù hợp rất là nhanh. Mà hào quang mà xung khắc á, là nó sẽ có một cái gọi là yếu tố nó chinh phục. Vì vậy cho nên mình sẽ, khi mình hiểu ra cái điều đó thì mình sẽ hoàn toàn là thoải mái, bởi và đó là yếu tố, đó là do là sóng, sóng hào quang nó có sóng, và cái sóng nếu rung mà êm nhẹ thì đó là những cái sóng bình an, hòa hợp, hạnh phúc, yêu thương, nhân ái và cái tính mà gọi là hài hòa. Còn nếu mà sóng mà rung và rung mà gợn mà nhanh á, thì đó là cái sóng mà họ giận dữ, bất hòa, hận thù, lo âu, căng thẳng. Thì những cái sóng đó mà nó sẽ gần với một cái sóng rung êm nhẹ thì nó sẽ đối chọi và không có cái sự tương đồng trong đó. Thì nhà sóng thì nó có cái độ đều đặn lên xuống, còn xung thì là một nửa của sóng thôi. Vậy thì cái ứng dụng mà xung và sóng này để trong cái quá trình mà gọi là trị liệu, trong ứng dụng nhất là trong nhân điện. Vậy thì chúng ta biết rằng là những yếu tố này nó vô cùng quan trọng để cho giúp mình cân bằng cái năng lượng của mình trong cái những cái trạng thái mà cái cơ thể tinh thần hoặc là tâm trí mình chưa có được ổn định, hoặc là đang cao quá hoặc là thấp quá. Hào quang rất là quan trọng phải không ạ? Và còn cái điều rất là quan trọng hơn nữa là chúng ta hiểu hào quang nó tác dụng như thế nào với con người, với con người, con người với thực vật, rồi con người với những vật nuôi, và về âm và dương. Khi mà chúng ta hiểu cái tác dụng này thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều trong cái đời sống hàng ngày của mình. Ví dụ mình sẽ gửi cái thông điệp giữa cái chữa lành với nhau, và từ cái thông tin qua thông tin để mà những cái thông điệp tốt để về cái vấn đề trị liệu chữa lành. Hay là về thực vật thì mình sẽ giúp cho những cái hoa cây cỏ nở hoa ra từ những cái sóng hào quang mà mình đã gửi những cái thông điệp tốt. Hay là về cái phần âm dương, đó là chính là cái phần mà hương linh, cái phần hồn mà nó có những cái nhà ngoại cảm mà họ sẽ đi tìm có với những cái nhu cầu về những cái tìm hiểu về sâu xa, với những cái thông điệp về phần âm á, phần hồn á. Rồi về vật nuôi cũng vậy, nên phần này thì Phúc Âm sẽ chia sẻ bằng video sau. Nó sẽ về cái ứng dụng hàng ngày, ví dụ như mình muốn nhận một chiếc nhẫn hay là một cái nhà mà người ta đã sống, hoặc là những cái bộ áo quần, thì mình phải thanh tẩy, mình phải giải phóng cái năng lượng bằng cách nào, hay là mình tạo những cái năng lượng tốt lên bằng cách nào. Khi chúng ta hiểu về hào quang thì chúng ta sẽ ý thức được những cái việc mình cần làm để mình bảo vệ và cân bằng cái cơ thể của mình. Ví dụ chúng ta nhìn thấy ở trên cái bảng này, những cái điểm luân xa mà trên cái cơ thể của mình á, nó được phản ánh qua cái vòng hào quang xung quanh, và như vậy thì giống như một cái áo giáp rất là an toàn, phải không các bạn? Và những cái điều này chúng ta sẽ được rõ hơn vào cái phần bài luân xa của video tiếp theo.